đại 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 mọi người nghĩ đây là món mực chiên, nhưng mà no no như mọi người, mực thì bây giờ ở đâu mà có các bạn, chỉ có món này là món món khoai tây chiên và món hành chiên, hành tây chiên nha các bạn, đều liên quan tới món hành hết. Tao ăn thử những món hành để coi nè, ngon không nè. Hành này nha mọi người, không phải mực đâu nha mọi người. Ngon 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 đó mọi người à, rất ngon nha mọi người. Giòn tan như cái cầm tan, ngon lắm mọi người ơi. Nhưng mà không bằng khoai tây chiên này, thử khoai tây chiên. Khoai tây chiên cũng tuyệt vời. Và đây là ga KFC. Chấm thử nè, làm miếng nữa nha. Nè, chảy le lón. Ý như ngoài tiệm không? Ngon á. Bye bye nha. Ăn cho mọi người thôi. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình cùng mọi người làm món ăn đơn giản từ khoai tây và củ hành tây nha các bạn. Các bạn không biết là các bạn đã từng ăn hành tây chiên chưa các bạn ha. Thì các bạn chuẩn bị nguyên liệu cho mình bao gồm là hai củ khoai tây nha các bạn. Các bạn xác từng lát giống như vậy nè, từng cọng nha. Còn hành tây thì mình xác bình thường thôi, các bạn thích lớn nhỏ thì tùy các bạn. Mình muốn xác cỡ sao mà mình ăn mình thấy nó phù hợp với mình là được nha các bạn. Sau đó thì các bạn tiến hành làm là các bạn cho bột này là, mình quên giới thiệu, bột này là bột chiên giòn nha các bạn. Các bạn cho bột ra tô xong rồi các bạn đổ nước hơi ấm ấm vào nha. Các bạn khuấy đều lên sao cho bột nó sạch sạch là được nha các bạn. Mình khuấy đều tay nha. Đổ nước từ từ vô nha các bạn, để mình canh được lượng bột và lượng nước nó đều nhau nha. Các bạn khuấy sao mà bột nó đều như vậy là được nha các bạn. Bột đều như vậy mình khuấy không có bị ván cục thì lúc mình chiên á, cái khoai tây của mình nó sẽ giòn và ngon hơn nha các bạn. Nó sẽ hấp dẫn hơn nha. Bột như vậy là được rồi nè các bạn à. Bây giờ mình tiến hành là mình làm tới khoai tây nha các bạn. Khoai tây thì các bạn chần sơ qua nước sôi để khoảng 10 tới 15 phút nha các bạn nha. Cho cái khoai tây nó chín tái sơ sơ thôi nha các bạn. Các bạn chiên nó sẽ giòn nha. Nha các bạn nha. Rồi đây mình có chuẩn bị thêm một ít ức gà đó các bạn à, mình lọc ra để mình nhúng vô bột mình chiên luôn. Và bây giờ mình tiến hành làm nha các bạn. Đầu tiên mình lấy khoai tây mình nhúng vào trong bột, giờ mình đợi dầu sôi á cho mình bỏ vô mình chiên nha các bạn. Chiên các bạn lưu ý là mình chiên đừng có để nước nhiều quá, nó sẽ bị bung dầu lên nha, thì nó sẽ bị phỏng nha các bạn. Và cái phần khoai tây mình chiên thì mình chiên từng mẻ một nha các bạn. Mình đảo đều khoai tây, đừng có để khoai tây nó bị cháy. Cái này mình chiên mình phải cẩn thận trở liên tục nha. Cái phần khoai tây cháy thì nó sẽ bị đắng và không có ngon nha các bạn. Nhìn nó, nhìn bây giờ mình chiên nè các bạn à, nó đã đẹp và rất là mát mắt rồi nha các bạn nha. Rất là ngon lành rồi nha. Thì sau khi cái phần khoai tây mà nó đã chín thì mình bắt đầu là vớt ra đĩa nha các bạn. Đấy các bạn nhìn nè, từng cái
miếng khoai tây giòn tan luôn các bạn ha, rất là hấp dẫn nha các bạn. Và bây giờ mình tiến hành mình chiên tới cái phần ức gà mình đã chuẩn bị nha bạn nha. Phần ức gà mình cũng lăn bột giống vậy nha, ướp đều bột xong rồi mình đợi dầu sôi rồi mình cũng bỏ vô mình chiên nha các bạn. Các bạn trở qua lại cho cái phần thịt gà này nó chín đều nha. Các bạn chiên thì các bạn lưu ý để nhỏ lửa nha các bạn. Mình để lửa nó lớn quá thì nó sẽ cháy với khoai tây và nhìn nó sẽ không có ngon nha các bạn nha. Tay sao là nó chín rồi, bột chín là tay chín. Bây giờ em sắc cho nhiều đi, em tính chiên hết luôn à. Nhưng mà cái này